Sắp bước chân vào ngôi trường cấp 3, sau vài clip mình giới thiệu về xe 50, không biết các bạn đã chọn được dòng xe ưng ý nào chưa ha? Nếu chưa thì hãy ghé ngay đến cửa hàng xe máy 5 tiếng, vì hiện tại đang có chương trình giảm giá trực tiếp tới 1 triệu cho các dòng xe 50cc lận nha. Hi, xin chào mọi người quay trở lại với kênh 5 tiếng ô tô và lại là mình Châu đây. Thì ngoại trừ cái chương trình giảm giá trực tiếp 1 triệu mà mình đã nói lúc đầu á, thì hôm nay mình cũng sẽ cập nhật bảng giá mới nhất của các dòng xe 50 hiện có ở cửa hàng mình nha. Xe đầu tiên mình muốn giới thiệu đến mọi người đó chính là dòng xe Cup. Thì hiện tại cửa hàng mình có hai hãng cung cấp xe Cup là Victoria và Vitesse. Đầu tiên sẽ là dòng Victoria Cup 81 và Nan Hoa. Thì hiện tại em này có mức giá là 14.7 triệu, giảm 1 triệu thì còn 13.700 triệu nha mọi người. Phiên bản thứ hai là Vitesse Cup 83 mâm đúc. Thì hiện tại con này có mức giá là 17.9 triệu, giảm 1 triệu còn lại 16.9 triệu nha. Tiếp theo đây, kế bên đây là một dòng xe cũng của nhà Victoria. Thì nó là Victoria Alpha 50cc. Hiện tại thì em này đang có mức giá là 14.5 triệu, giảm 1 triệu còn lại 13.5 triệu thôi nha mọi người. Em này thì bé Thảo bên cửa hàng mình cũng đã có một cái video review ngắn về em này trên TikTok rồi. Nếu mọi người muốn xem thì có thể lên kênh 5 tiếng mô tô để có thể xem review ngắn về cái xe này nha. Dòng tiếp theo mình giới thiệu đến mọi người chính là dòng Victoria Sirius 50cc. Là hai em nằm ở đây nè. Hiện tại thì hai em này đang có mức giá là 14.2 triệu, là đã giảm 1 triệu rồi nha mọi người, là 14.2 triệu. Giá hồi nãy giờ giá mình báo chỉ mới bao VAT chưa biển số nha mọi người. Mọi người lưu ý giúp mình là mới chỉ bao VAT thôi nha. Thì những cái dòng xe này tụi mình cũng đã có những review ngắn ở trên TikTok rồi. Nếu mọi người muốn xem thì hãy ghé kênh TikTok để xem nha. Hôm nay mình chỉ báo giá thôi nha mọi người. Dòng xe tiếp theo mình giới thiệu cho mọi người chính là dòng Vitesse Grey 50cc. Dòng xe này là tay ga, nó có thiết kế năng động và kiểu là trẻ trung hơn so với những dòng khác. Thì hiện tại em này đang có mức giá là 14.2 triệu nha mọi người. 14.2 triệu là mình đã giảm 1 triệu rồi đó, và giá này cũng chỉ mới bao VAT thôi. Xe cuối cùng mà mình muốn giới thiệu đến với mọi người đó chính là dòng Victoria Vespa. Thì con này có một thiết kế cực kỳ sang trọng và phải gọi là cực kỳ thanh lịch cho mọi người luôn. Em nói thì phải gọi là có rất nhiều màu cho mọi người lựa chọn tha hồ mà thỏa thích, từ màu trầm cho đến màu nổi bật luôn nha. Thì hiện tại em này đang có mức giá bao VAT là 19.800, phải gọi là cực kỳ ưu đãi cho mọi người so với những tháng trước đây nữa nha. Ngoại trừ xe 50cc thì bên mình hiện tại vẫn có những cái dòng xe điện, những xe điện phù hợp cho học sinh chạy nha mọi người. Không chỉ là có dòng 50 không mà bên mình còn cung cấp cả những dòng xe điện nữa nha. Nếu mọi người có nhu cầu tham khảo dòng xe điện thì để ghé ngay cửa hàng xe máy 5 tiếng để được hỗ trợ thêm nha. Đó là giá cũng như là các chương trình ưu đãi của các dòng xe 50cc mình muốn cập nhật cho mọi người ngày hôm nay. Nếu mọi người có thắc mắc thêm về giá lăn bánh hay là muốn tham khảo thêm dòng xe nào khác thì có thể ghé ngay địa chỉ 385 Tô Ký, Tân Sơn, Hóc Môn, hoặc có thể liên hệ số hotline 1900 2145 để được nhân viên tư vấn hỗ trợ nhanh nhất nha. Cuối cùng thì cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Đừng quên like và subscribe cho kênh 5 tiếng mô tô. Hẹn gặp mọi người vào lần sau. Mình là Châu, bye bye.